Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục toán lớp 6 các bạn. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn với tất cả các bạn gọi là cái bài tìm ước chung. Ước chung. Rồi, trước khi vào cái bài này mình sẽ dịch nghĩa cái từ ngữ này cho đơn giản. Ước là gì ạ? Mình nhớ, các bạn nào mà chưa biết tìm ước thì các bạn có thể vào cái mục miêu tả để kiếm cái bài tìm ước nha các bạn. Ước là gì? Ước là chia, chung là gì ạ? Là cái phần chung của những cái ước đó, phần chung của những ước đó. Ví dụ như hai ngón tay với ba ngón tay, thì các bạn thấy cái phần chung nè, đây là ngón này với ngón này chung nè, ngón này với ngón này chung nè, ở các bạn như vậy đó, rất đơn giản. Ví dụ nha, mình lấy ví dụ để cho các bạn hiểu luôn. Ước của hai gồm có ước là chia một lấy, chia hai lấy. Ước của bốn là mấy ạ? 1 2 4. Rồi vậy ước chung của 2 và 4, vậy thì các bạn nhìn vô cái phần ước của hai nè gồm có 1 và 2 nè. Ước của 4 là 1 2 4. Vậy kiếm cái phần chung, 1 là có không ạ? Ở trên có nè, ở dưới có nè, lấy 2 nè lấy 4 lấy không ạ? Không, ở trên không có. Vậy ước chung của 2 và 4 chính là 1 2. Đó, các bạn hình dung ạ. Rồi tiếp theo, mình lấy một ví dụ nữa. Ước chung của 8 và 10 đi. Để tìm ước chung thì đây là cái cách 1 nha các bạn, cái cách 1 để mà tìm ước chung của 2 số hay là 3 số hay 4 số, 5 số, 10 số gì vân vân. Thì đây là cách 1 nha. Bước 1, tìm ước của 8. Ước của 8 gồm có 1 lấy, 2 lấy, 4 lấy và 8. Ước của 10 gồm có 1 lấy, 2 lấy, 5 lấy, 10 lấy. Rồi, vậy ước chung của 2, của 8 với 10 thì gồm có 1 nè, 3, 2. Đó, các bạn hình dung không ạ? Vậy ước chung là gì? Ước chung, để tìm ước chung thì tất cả các bạn, bước 1 tìm ước của từng số và tiếp tục. Đó là cái bước 2, đó là tìm ước chung. Ước chung là lấy cái phần chung của các ước này, 1 lấy nè, 2 lấy nè. Các bạn hình dung không ạ? Đó, đây là cái cách 1 nha các bạn. Hay còn gọi là đây là cái cách đơn giản, cách dễ hiểu của tìm ước chung đối với những cái số, ví dụ như số 10, số 8, số 10. Đó là những cái số nhỏ. Thì các bạn dùng cái cách này rất là lẹ. Còn đối với những cái số lớn thì sao, thì mình sẽ hướng dẫn sau các bạn. Chủ yếu tập trung vô cho các bạn ước chung là gì. Ước chung là gì? Là ước của các số mà có phần chung. Có phần chung này, 1 2 chung này, 1 2 chung này. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Rất vui gặp tất cả các bạn trong chung chuyên mục toán lớp 6 nha các bạn. Các bạn nào mà có ý kiến gì cũng như hay cần muốn giải quyết những cái bài tập nào liên quan về ước chung thì các bạn có comment dưới nha. Hoặc là các bạn nào mà muốn có những cái bài lý thuyết mới hay là cần hỏi gì thì các bạn có thể comment. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye.